Mình xin chào tất cả các anh em. Vâng, như vậy là Moto Setup phiên bản V2.8 chỉ còn 1 đến 2 ngày nữa thì chính thức phát hành em nhé. Chức năng mới ở trong Moto Setup phiên bản V2.8 thì có rất nhiều cái chức năng cao cấp và cập nhật thêm rất nhiều cái dòng xe, rất nhiều cái chức năng thêm vào nữa anh em nhé. Vâng, những anh em nào mà đang sử dụng máy chẩn đoán lỗi Moto Setup những cái phiên bản thấp hơn thì anh em liên hệ với mình, lần này anh em sẽ được cập nhật thẳng lên phiên bản V2.8 luôn và hoàn toàn miễn phí anh em nhé. Ở trong phiên bản V2.8 thì mình đánh giá đặc biệt đã có là hai cái chức năng rất tuyệt vời, đó là chức năng kiểm tra chất lượng dầu máy và chức năng đánh giá ô nhiễm không khí. Anh em có khí thải đấy nhá, đánh giá ô nhiễm khí thải. Vâng, đó là cái chức năng rất là cao cấp. Thì ngày hôm nay tôi sẽ sử dụng máy chẩn đoán lỗi Moto Setup để hướng dẫn anh em sử dụng để đánh giá ô nhiễm khí thải trên cái dòng xe NVX này anh em nhá. Và mình sẽ chia sẻ đến cho anh em tại vì sao lại cần phải đánh giá ô nhiễm khí thải anh em nhá. Vâng, mình là nhà phân phối Moto Setup Hoàng Ngọc Xuân tại Thanh Hóa. Anh em cần máy chẩn đoán lỗi Moto Setup thì cứ liên hệ với mình sẽ cung cấp máy cho anh em. Và khi cung cấp máy thì mình có trách nhiệm hướng dẫn anh em trong suốt khoảng thời gian anh em làm nghề anh em nhá. Đặc biệt là nhà bên mình đang có rất nhiều cái chương trình khuyến mại rất là đa dạng và anh em có thể là lựa chọn nhiều cái chương trình khuyến mại hấp dẫn tùy ý anh em nhá. Thì thông thường một số anh em thì đang khuyến mại là 8 bộ tài liệu sơ đồ mạch điện in màu bóc tách, anh em mất từng mạch một in màu rõ ràng sắc nét đọc dễ hiểu anh em nhá, là 8 bộ tài liệu sơ đồ mạch điện in màu và một bộ renew ECM ID anh em nhá. Bộ renew đấy để anh em sử dụng để thay ECU hoặc là thay ECM, hoặc là anh em có thể đọc cái mã ECM ID trong ECM trực tiếp qua đường truyền thông Carline để lấy cái mã đấy để bảo lãnh đăng ký thêm chìa khóa khi mất tất cả khóa mà anh em không cần phải quét ECU anh em ạ, giống như công nghệ cũ anh em nhá. Vâng, và đặc biệt hơn nữa là cái quyền lợi của anh em khi mà anh em mua máy thì anh em sẽ được vào nhóm Facebook kín và nhóm Zalo kín anh em nhá. Trong nhóm Zalo kín thì trong đấy là có những cái hình ảnh được các anh em đang sử dụng máy tác có thể là trao đổi các cái ban bệnh với nhau và có thể là giao lưu với nhau. Ở trong nhóm Facebook kín thì trong đấy có chứa tài liệu và video hướng dẫn anh em phân tích thông số hiện hành anh em nhá. Vâng, phân tích thông số hiện hành anh em đọc tài liệu thì chắc chắn anh em không hiểu đâu anh em ạ, vì có rất nhiều các tín hiệu liên quan với nhau mà anh em đọc tài liệu chắc chắn là anh em sẽ không hiểu được. Mà anh em cần phải xem video thì trong cái nhóm Facebook kín của mình thì trong đấy có chứa video hướng dẫn anh em phân tích thông số hiện hành dữ liệu động cơ để tìm ra các cái lỗi khó khi mà hệ thống OBD ở trên xe nó không phát hiện ra lỗi, xe không báo lỗi nhưng mà xe đã thực sự có lỗi thì anh em chỉ sử dụng cái video của mình làm ngắn gọn dễ hiểu, anh em có thể là xem được video để anh em hiểu được cái thông số hiện hành anh em nhá. Chắc chắn một điều là thông số này nếu anh em đọc tài liệu anh em sẽ không thể nào mà hiểu được, vì mình nhắc lại là rất nhiều cái mạch tín hiệu, các cái yếu tố nó liên quan với nhau nên là phải xem video anh em nhá. Vâng, cái quyền lợi của anh em như vậy, và trong cái quá trình làm việc anh em không hiểu gì thì cứ gọi cho mình sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho anh em 24/24 anh em nhá. Vâng, và ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ đến anh em chiếc xe NVX đời 2018 của tôi, 17/18 của tôi. Thì tôi sẽ kết nối Moto Setup phiên bản V2.8 vào anh em nhá. Kết nối vào và tôi sẽ hướng dẫn anh em đánh giá ô nhiễm khí thải anh em nhá. Vâng, tôi sẽ quay lại một chút, vừa là hướng dẫn anh em, tôi cũng vừa chia sẻ đến anh em cái cách kết nối của cái Moto Setup cho cái dòng Yamaha luôn anh em nhá. Vâng, anh em chú ý này, đây là cái rắc đọc lỗi DLC ở trên xe anh em nhá. Một đầu là có 3 dây và một đầu là có một dây, nó tùy vào từng xe. Có xe thì nó chỉ có một rắc 3 dây như thế này thôi và nó có cái nắp bịt ở đây anh em nhá. Nhưng có xe thì nó sẽ một dây đực dây cái cắm vào nhau, dây đực thì 3 dây và dây cái thì là một dây cắm vào nhau như thế này anh em ạ. Và anh em tách hai cái dây này ra, anh em lôi cái hai cái dây này ra. Và trên máy chẩn đoán lỗi của mình thì anh em chú ý này, nó cũng có một cái rắc tam giác màu trắng y hệt như cái rắc này, rắc cái ở trên xe đúng không, anh em sử dụng cái rắc đực anh em cắm vào 3 dây cắm vào ạ. Rồi anh em chú ý, còn cái thứ hai là có cái một rắc mà anh em ở trên xe mà anh em vừa rút ra đấy, đây nó bị bong ra ngoài đấy, đây anh em mình ấn lại chút. Rồi anh em chú ý này, đối với những cái dòng xe mà có hệ thống khóa thông minh thì anh em sử dụng cho tôi là cái dây màu xanh lá cây Yamaha Kalai 2 đây anh em nhá, dây màu xanh lá cây. Nếu như mà anh em xe mà được trang bị khóa thông minh Smart Key thì anh em sử dụng cái dây xanh lá cây
Yamaha Kaline này anh em cắm tiếp vào cái rắc mà anh em vừa lối ra. Còn nếu như dòng xe mà không có khóa thông minh thì anh em có thể là bỏ qua cái dây này, không cần cắm anh em nhá. Chú ý là như vậy. Sau khi cắm rồi thì máy anh em bỏ vào cốp, hay là anh em để vị trí nào mà anh em cho là hợp lý nhất. Rồi ok, tôi bỏ vào cốp, không có đụng chạm gì đến máy nữa anh em nhá. Tất cả là anh em thao tác ở trên màn hình ạ. Vâng, tôi sẽ quay vào cái màn hình máy tính bảng để chia sẻ đến cho anh em nhá. Vâng, như vậy là ở màn hình thì anh em sẽ lướt xuống bên dưới thì anh em sẽ nhìn thấy cho tôi là có cái menu, đó chính là đánh giá ô nhiễm khí thải, có đúng không ạ, và chức năng kiểm tra chất lượng dầu máy, đúng không ạ. Đây là hai chức năng nó hiện lên ở cái màn hình chính. Ở phiên bản V28 thì nó rất nhiều cái chức năng cao cấp, bổ sung rất nhiều cái dòng xe, rồi Smart Key, Audio, rồi AI, rất nhiều anh em nhé, không phải là mỗi cái chức năng hai chức năng này đâu anh em nhá. Đây là hai chức năng gọi là hai chức năng cao cấp hay thì sẽ đưa ra màn hình thôi. Chứ còn ở bên trong V2.8 thì thật ra cũng không thể mà kể hết được nhiều cái chức năng. Nó liên quan đến khóa thông minh, Smart Key, Immolaser, chuẩn đoán bằng công nghệ AI, Audio, Smart Key, nhiều lắm, không thể nói hết được anh em nhá. Vâng, và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em đánh giá ô nhiễm khí thải anh em nhá. Anh em bấm vào. Anh em sẽ chọn hãng xe cho mình anh em nhá. Tôi sẽ chọn hãng xe Yamaha vì xe của tôi là xe NFX 2018 của Yamaha. Tôi chọn Yamaha anh em nhé. Ấn tìm xe tự động anh em nhé. Yêu cầu kết nối Moto Scantab phone với xe qua rắc chẩn đoán. Sử dụng cáp DLCPN MTB08DLC01. Cấp nguồn cho Moto Scantab phone. Sử dụng cáp nguồn PN MTB08 Power. Vâng, như vậy là tôi đã sử dụng đúng cái mã cáp MTB01 rồi. MTB08 đây là C01, tôi đã kết nối như trên hình ảnh rồi anh em nhé. Ấn vào bên phải ạ. Máy yêu cầu anh em đó là tắt khóa điện đợi 5 giây, bật khóa điện đợi 5 giây, sau đó ấn nút, đúng không ạ? Vâng, anh em sẽ tắt khóa đi ạ. Tắt khóa 5 giây. Đúng, tắt khóa. Vâng, tôi đã tắt khóa 5 giây anh em nhá. Vâng, và sau 5 giây tôi sẽ mở khóa ạ. Vâng, tôi mở khóa rồi anh em nhá. Mở khóa nghe đấy, anh em nhìn thấy cái hình ảnh minh họa này. Tắt khóa này, mở khóa này anh em nhé. Đấy, mình nói tắt khóa 5 giây, mở khóa anh em nhé. Rồi tôi đã làm xong. Rồi tôi sẽ nổ máy luôn anh em nhé. Vâng, tôi đã nổ máy ạ. Động cơ đang phải, anh em chú ý này. Động cơ, nhiệt độ động cơ chưa đủ 60 độ, yêu cầu tiếp tục giữ động cơ nổ máy, đợi nhiệt độ động cơ đạt tiêu chuẩn là 60 độ, sau đó thì thao tác lại anh em nhá. Vâng, như vậy là cái nhiệt độ động cơ là khi mà kiểm tra đánh giá ô nhiễm khí thải thì anh em phải chờ cái nhiệt độ động cơ nó phải vượt quá được từ 60 độ C trở lên thì anh em mới thực hiện cái chức năng là đánh giá ô nhiễm khí thải được anh em nhá. Vâng, đây là một chức năng, không phải là chức năng kiểm tra anh em nhá, không phải là một chức năng kiểm tra ô nhiễm khí thải mà là chức năng đánh giá. Đang trong cái quá trình chờ máy nhiệt độ động cơ nóng, tôi sẽ giải thích cho anh em nghe một chút. Từ ngày mùng 1 đây, tôi sẽ vào lại. Chắc là nhiệt độ động cơ đủ lên đó, tôi lên ga vài cái để cho nhiệt độ động cơ nó nhanh nóng anh em nhé. Rồi ok, tôi làm theo thao tác ạ. Nhiệt độ động cơ phải trên 60 độ C thì em mới thực hiện kiểm tra được anh em nhé. Vâng, như vậy là nhiệt độ động cơ đã hơn 60 độ C rồi thì chức năng đánh giá ô nhiễm khí thải bắt đầu cho anh em đánh giá anh em nhé. Vâng, và anh em chú ý này, mục đích đánh giá sơ bộ nhanh cho xe sau sửa chữa để đi kiểm định khí thải Euro 4 anh em nhé, từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025. Vâng, như vậy là tôi giải thích cho anh em như sau. Theo đúng lịch trình của nhà nước anh em nhá, theo đúng lịch trình của chính phủ nhà nước, từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025 thì tất cả các loại xe máy chạy ở trên đường, vận hành ở trên đường thì phải được kiểm định dán tem là kiểm định khí thải Euro 4 anh em nhá. Vâng, nó giống như kiểu là ô tô đấy anh em ạ. Anh em thấy từ xưa đến giờ là ô tô là anh em thấy là phải đi kiểm định đấy anh em ạ. Nhưng mà bây giờ xe máy cũng phải đi kiểm định anh em nhá. Vâng ạ, và
sau khi mà những chiếc xe sau anh em sửa chữa làm hơi làm máy hay là anh em sửa chữa bất cứ một cái gì thì anh em phải kiểm tra cái ô nhiễm khí thải để xem có đạt hay không, thì anh em với xe đấy mới đi kiểm định được anh em nhé. Hoặc là một chiếc xe ví dụ như ngày mai là đến hạn đi kiểm định đúng không ạ, thì hôm nay khách hàng mang tới để nhờ anh em kiểm tra xem là đánh giá sơ bộ cái ô nhiễm khí thải xem là có đạt chuẩn hay không để ngày mai đi kiểm định đúng không ạ. Hoặc là một chiếc xe đi kiểm định nó không đạt đúng không ạ, không đạt Euro 4 nó không đạt thì phải về cửa hàng nhà anh em để sửa chữa, và sửa chữa xong rồi thì anh em có thể là đánh giá lại để xem nó ok chưa để tiếp tục đi kiểm định đúng không ạ. Vâng, thì đây là anh em thấy là Moto Startup phiên bản VA.8 Euro 4 đây anh em nhé. Đây anh em sẽ đánh giá ô nhiễm khí thải thì anh em sẽ đánh giá theo từng cái mức độ một, chế độ một. Thứ nhất là chế độ Galanti có đạt không ạ, hoặc là anh em có thể là đánh giá ở chế độ tải anh em nhé, tải động cơ đấy, thì anh em sẽ đánh giá nhiều như vậy. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành đánh giá ở mức độ Galanti ạ. Vâng, anh em thấy là có rất nhiều khí như là khí CO này, khí CH hoặc là NOx hoặc là khí CO2 và khí O2 đúng không ạ. Đánh giá rất nhiều cái không khí mà thải ra môi trường rất là độc hại anh em nhá. Mỗi khách hàng chỉ có không nên đánh đổi cái công suất động cơ nó mạnh lên một vài phần trăm mà không khí của chiếc xe đấy thải ra nó lại ô nhiễm. Như vậy là anh em không nên, mỗi người dân Việt Nam nên có ý thức một chút về các cái khí thải môi trường, thì cả thế giới luôn thì chắc chắn ai cũng như vậy thì sẽ cho ra được một cái môi trường xanh sạch đẹp là eco anh em nhá. Vâng ạ. Mỗi người thì một chút xíu bảo vệ môi trường thôi là cả cái quả địa cầu của chúng mình là bây giờ là chắc chắn là sẽ có không khí sạch. Còn nếu như mỗi người cứ một tí thải cái không khí ra môi trường độc hại thì ai cũng như vậy, thì chắc chắn là cái môi trường độc hại hết, ô nhiễm hết, ung thư rất nhiều anh em nhá. Vâng ạ, nên là vậy là anh em chú ý rồi là từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025 tất cả những cái dòng xe mà làm những cái chức năng phi kỹ thuật như là mở tua này, độ chế này, rồi là những cái chức năng phi kỹ thuật này là chắc chắn là sẽ không đạt được cái khi đi kiểm định khí thải là chắc chắn là không đạt, thì chắc chắn chiếc xe đó là sẽ không được dán phiếu kiểm định và xe đấy không được lưu hành anh em nhá, lưu thông đấy. Thì chắc chắn là những cái chức năng phi kỹ thuật như là mở tua thì anh em nên loại bỏ đi. Đẳng cấp nhất của độ chế là về zin, không có cái phần mềm nào mà ngon hơn cái phần mềm zin ở trên xe của những cái tập đoàn như là công ty Honda, Yamaha, SRM, Kimco, Biogo, Vespa, những cái không có những cái phần mềm nào mà ngon hơn cái phần mềm của nhà máy được, sản xuất xe được anh em nhá, nên anh em chú ý. Vâng, như vậy là chiếc xe này của tôi khi mà để ở chế độ Galanti thì anh em nhìn thấy là đạt, không đạt, tốt và đánh giá chung là tốt anh em nhá. Vâng, và bây giờ tôi sẽ đo ở cái chế độ tải nặng. Tôi sẽ bóp bánh sau ra và tôi sẽ lên ga, và anh em để ý xem là khi tải nặng thì xe này có đạt tiêu chuẩn không, để đánh giá khí thải có được không anh em nhá. Tôi sẽ lên ga. Vâng, tôi đang lên ga đấy ạ. Anh em lên ga thì anh em lên ga một lúc để kiểm định anh em nhá, anh em cứ giữ nguyên ạ. Vâng, tôi đang lên ga tốc độ rất là cao anh em nhá. Ở đây tôi không nhìn được cái màn hình máy tính bảng, nhưng mà anh em nhìn xem là cái tải động cơ nó lên bao nhiêu phần trăm rồi đó. Và tôi đang giữ đều, rất đều ga. Vâng, tôi giữ ga một hồi thì theo tôi đánh giá chiếc xe này kể cả là để ở chế độ Galanti thì nó cũng không được ổn định, không đạt anh em nhá. Hoặc là xe ở tốc độ tải nặng thì nó cũng chập chờn, lúc được lúc không. Như vậy theo tôi đánh giá là tôi sẽ tắt máy đi để cho nó không ổn nào, tôi chỉ nói chuyện với anh em hơn.
Vâng, như vậy là chiếc xe này khi ở để ở chế độ Galanti thì tôi cũng cảm nhận được là xe này nó không được ổn định, lúc đạp lúc không anh em ạ, và khi tải nặng thì cũng không được ổn định, lúc được lúc không anh em nhá, lúc đạt tiêu chuẩn lúc lại không đạt. Như vậy là chiếc xe này nếu như mà đi đánh giá từ ngày một sau ngày 1 tháng 1 năm 2025 mà đây đánh giá kiểm định ô nhiễm khí thải chắc chắn sẽ không vượt qua được cái vòng kiểm định, và xe này chắc chắn là cần phải sửa chữa lại và phải đánh giá lại xem nguyên nhân nó ở đâu mà dẫn đến khí độc hại, các cái khí độc hại ra môi trường rất nhiều nên là không đạt và cần phải kiểm tra lại anh em nhá. Vâng, ở đây có rất nhiều các cái khí mà tôi muốn chia sẻ đến cho anh em, ví dụ như khí O2, tôi xin lỗi, khí CO, mà anh em biết được là khí O này là nó ảnh hưởng gì đến sức khỏe thì anh em có thể là ấn rửa. Co là khí độc có thể dẫn đến chóng mặt, buồn nôn, đau đầu, mất ý thức. Vâng, vâng, như vậy là anh em cũng thấy được khí CO là nó sẽ tác hại với con người. Như vậy anh em nhá, tiếp tục tôi sẽ kiểm tra cái khí nữa là khí HC ạ. HC là khí độc gây kích ứng đường hô hấp, ảnh hưởng đến phổi. Vâng, anh em thấy chưa? Tiếp theo là đến NOX anh em nhá. NO là khí độc gây kích ứng phổi, làm suy giảm chức năng phổi. Vâng ạ, có rất nhiều cái khí độc hại ra anh em nhá. Tiếp theo là khí CO2. CO2 là khí độc làm biến đổi khí hậu, giảm sức khỏe hô hấp, suy giảm đa dạng sinh học, tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Vâng, đấy, cái khí này là khí độc hại đấy anh em ạ. Tiếp theo là khí O2 anh em nhé. Oxy là khí có lợi cho môi trường và cho con người. Vâng, duy nhất có một cái loại dòng khí oxy là có lợi cho môi trường và cho con người thôi anh em ạ. Nếu như mà kiểm tra mà cái khí O2 là cái phần trăm của nó cao thì chắc chắn là sẽ tốt, còn mấy cái khí này thì sẽ không tốt đúng không ạ? Vâng. Như vậy là hôm nay tôi đánh giá chiếc xe NX của tôi là không đạt anh em nhá. Không đạt. Đây anh em thấy là không đạt, để đi kiểm định khí thải thì chắc chắn là không đạt. Và không đạt thì chắc chắn là cái đơn vị kiểm định người ta sẽ không có dán cái kiểm định cho mình, phiếu cho mình để mình lưu hành, và người ta sẽ bắt mình mang cái xe này về để sửa đúng không ạ? Mà sau khi về sửa rồi thì dắt vào cửa hàng nhà anh em, dắt vào cửa hàng anh em và nhờ anh em sửa để kiểm tra đạt hay không đạt. Nếu như anh em có máy thì anh em có thể là sửa xong rồi, hoặc là anh em có thể là hỗ trợ cùng với mình, hỗ trợ kỹ thuật để tìm những cái nguyên nhân dẫn đến không đạt, ô nhiễm khí thải không đạt, thì lúc đó tôi sẽ hỗ trợ anh em để tìm nguyên nhân, và tìm nguyên nhân xong rồi thì sẽ kiểm tra lại để đánh giá lại, tiếp tục đi kiểm định anh em nhá. Vâng, và anh em thấy là số lượng xe máy ở Việt Nam rất nhiều anh em ạ, và sắp tới đi kiểm định mà cửa hàng nhà anh em mà không có những cái dòng máy để đánh giá ô nhiễm khí thải thì khách hàng vào cửa hàng sau khi đi kiểm định không đạt về rắc vào cửa hàng nhờ anh em kiểm tra thì không biết anh em biết sửa đâu anh em nhá. Đúng thật là nếu như mà không có mô tô xe tác để đánh giá ô nhiễm khí thải thì khi khách hàng đi đánh giá ô nhiễm mà không đạt, khách hàng ở bên cái đơn vị đo kiểm đăng kiểm không đạt và trả xe quay lại để anh em về nhà sửa đi để tiếp tục đi đánh giá ô nhiễm lại, mà khách hàng mang xe tới cửa hiệu nhà hàng nhà anh em mà anh em không có máy thì rất dở anh em nhá. Không có máy thì rất dở anh em ạ. Nên là khách hàng yêu cầu sửa để đi đánh giá ô nhiễm mà không có máy để kiểm tra, không có máy để đánh giá ô nhiễm lại thì rất dở, để đi kiểm định khí thải thì khách hàng mất uy tín anh em nhá. Đấy, bây giờ thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 là đã bắt đầu rồi, nên anh em phải sắm máy luôn đi để anh em tập làm đi, để khi đấy số lượng xe rất nhiều anh em nhá. Phải nói là trước đến giờ một số những cái anh em thợ sử dụng những cái dòng máy không chính thống, nạp phần mềm, mở tua, độ chế rất nhiều, chắc chắn là sẽ không đạt ô nhiễm khí thải, nên là số lượng xe rất lớn đấy anh em ạ. Số lượng xe vào cửa hàng rất lớn đấy, nên là anh em phải đầu tư máy từ ngày hôm nay đi để chuẩn bị tập làm đi, tập đánh giá ô nhiễm khí thải đi, để sau ngày 1 tháng 1 rất nhiều xe mang đến nhờ anh em đánh giá lại, bắt anh em sửa chữa và đánh giá lại để đi đăng kiểm, mà anh em không có máy để kiểm tra, anh em biết sửa ở đâu anh em nhá. Đấy, biết sửa cái gì, chẳng lẽ lại bảo khách hàng là đi đến chỗ nơi khác à? Nơi khác thì cũng dở anh em nhá, mất uy tín anh em ạ. Nên là mỗi anh em nên gọi vào số điện thoại của mình trên màn hình đi, để anh em
đặt mình một bộ máy Moto Sáng Tác, rất rất nhiều cái chức năng cao cấp nữa chứ không phải những cái chức năng này, để đọc lỗi, xóa lỗi, để xem phân tích thông số hiện hành bằng công nghệ AI, để xem là xe nó bị ô nhiễm ở đâu anh em nhá, ô nhiễm ở cái gì thì anh em mới tiến hành sửa chữa được anh em ạ. Vâng, video hôm sau thì tiếp tục tôi sẽ làm một cái video về cái chức năng đánh giá ô nhiễm, và tôi sẽ lấy một chiếc xe nó đạt tiêu chuẩn để tôi sẽ hướng dẫn cho anh em nhá. Và chiếc xe này thì theo tôi đánh giá là không đạt anh em ạ, không đạt, vì chiếc xe này chiếc xe thực hành để lâu ngày lắm rồi, xăng nó kém chất lượng, xăng để lâu nó thối xăng rồi, và đồng thời là tháo đi tháo nhiều, tháo ra kim phun thì nó lởm khởm hết rồi anh em nhá, nên là cái mức độ ô nhiễm nó nặng lắm rồi, nên là xe này đánh giá không qua được vòng gọi vui với anh em là không qua vòng gửi xe gọi vui như vậy, chắc chắn là đi kiểm định khí thải là sẽ phải quay về xe này ạ. Ok anh em. Vâng, anh em cần máy chuẩn đoán lỗi thì gọi vào số điện thoại trên màn hình đi, mình sẽ cung cấp máy cho anh em nhá. Khi cung cấp máy thì mình cũng nói từ đầu rồi, có rất nhiều cái quyền lợi của khách hàng, nhất là cái quyền lợi để anh em được vào cái nhóm Zalo kín để được phân tích, hướng dẫn, có video hướng dẫn và anh em phân tích cái thông số hiện hành dữ liệu động cơ đấy. Và chắc chắn cái đấy anh em đọc tài liệu anh em sẽ không hiểu đâu, rất nhiều cái nó liên quan với nhau anh em nhá. Và đặc biệt là chương trình khuyến mại nó rất là đa dạng, anh em lựa chọn thoải mái chương trình khuyến mại, anh em có thể thích mình khuyến mại những cái gì anh em có thể là nói lên để mình kiểm tra xem là có khuyến mại những cái thứ anh em cần hay không, thì lúc đó mình sẽ thông báo cho anh em. Và hiện tại bây giờ thì đang khuyến mại 8 bộ tài liệu sơ đồ mệnh điện in màu và bộ Renew ECM ID anh em nhá. Rồi ok anh em gọi vào số điện thoại trên màn hình để mình tư vấn và cung cấp máy cho anh em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.